Hello anh em nhé. Mình lên ở cái bãi tập dầu này, mình cũng đang thả một con dầu sáo. Con dầu sáo của mình đang ở giữa mấy cái con dầu tím hồng này. Ở xa xa bên đây là những con dầu sáo của anh em này. Hôm nay mình lên chỗ này nó giống như giờ là những chỗ nó cao cao á. Nên mình quay mấy con dầu cho anh em xem. Bãi này thả dầu rất là ngon nhé. Tất cả mọi người chiều chiều đến đây tập trung đây thả. Đây thả dầu rất là ngon nhé. Ếch này, cả bọ cạp này, bạch tuộc này, cá đuối này. Ăn cá đuối này, bên kia còn cá đuối này. Mọi người đang ngồi thả. Rất là đông vui nhé. Bên đây là mấy điều cỏ, nơi hướng mặt trời quay hơi chói nhiều. Rồi mình đi sang bên kia, mình quay mấy con bên kia cho anh em xem.